Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Các phường Huỳnh Phương tiết lộ vụ nam streamer xúc phạm vợ chồng nghệ sĩ trí tài, cúi đầu xin lỗi. Dành sự quan tâm đến quá trình nhận linh cũ tổ chức lễ viếng của cố nghệ sĩ trí tài tại Mỹ, cộng đồng người hâm mộ còn không khỏi bức xúc về việc một streamer có những lời xúc phạm nặng nề đến nam danh hài và bà xã cư dân mạng liên tục chỉ trích nhiều nghệ sĩ Việt cũng lên tiếng, bày tỏ sự bất bình trước hành động ảnh hưởng đến tinh thần của người thân và gia đình nghệ sĩ trí tài giữa cú sốc quá lớn. Mới đây, diễn viên Huỳnh Phương và ca sĩ Ngô Kiến Huy đã đến tận nơi làm việc của Nam Jimmer, có lời lẽ xúc phạm của nghệ sĩ trí tài và bà xã Phương Loan. Trên trang cá nhân, thành viên trụ cột của Pháp TV cho biết, Nam Jimmer có hành động gây tranh cãi đã cúi đầu xin lỗi khi nhận ra việc làm sai trái của mình đối với nam danh hài quá cố và gia đình. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Cát Phượng đã lên tiếng chia sẻ quan điểm cá nhân về nam streamer livestream xúc phạm bà xã của danh hài Chí Tài. Chị cho biết giới nghệ sĩ xem trọng tình nghĩa nên chỉ mong câu chuyện được giải quyết ôn hòa. Cát Phượng tin rằng đàn anh quá cố cũng không muốn mọi thứ ồn ào hơn và chờ đợi nam streamer quay video nói lời xin lỗi cố nghệ sĩ Chí Tài cũng như là ca sĩ Phương Loan. Chúng tôi muốn nói chuyện với em một cách hòa nhã nhất có thể, vì với tôi, một người sai là đủ. Qua sự việc này, mong em thay đổi cách ăn nói với tất cả mọi người. Hãy quay một clip xin lỗi anh Chí Tài và chị bé Heo bằng những lời chân thành nhất. Sau này, trong cách nói chuyện, đừng xúc phạm đến bất kỳ ai, cho dù đó là đứa trẻ con. Huống chi đây là anh Chí Tài, một nghệ sĩ của bao thế hệ khán giả yêu mến. Hơn nữa, khán giả đang rất yêu thương chị bé Heo, yêu thương gia đình nhỏ của anh Chí Tài. Nghệ sĩ Cát Phượng chia sẻ, trước đó nghệ sĩ hữu châu cũng đã lên tiếng khuyên những ai yêu quý đồng nghiệp chí tài nên có cách giải quyết ôn hòa danh hài hoài linh cũng để lại bình luận đồng tình và để câu chuyện không được đi quá xa